Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho quý vị chị và các bạn một mẫu xe mới cập bến cửa hàng của mình. Đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2017 phiên bản số sàn. Trang bị động cơ máy 1.25 bản 4 máy. Chiếc xe là tư nhân chính chủ biển Ninh Bình, không taxi dịch vụ biển 35A 16680, sơn xi màu trắng nguyên bản rất đẹp. Anh chị em nào mà đúng chân cái mẫu xe này thì anh nên là trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863, và đấy cũng là số Zalo của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Anh em có thể kết bạn Zalo với mình sẽ gửi hình ảnh đăng ký đăng kiểm và chi tiết chiếc xe tư vấn miễn phí cho quý vị chị và các bạn. Hiện tại chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 248 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho mọi người. Đấy, hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc mọi người nhé. Vì thế nên anh em nào đúng chân mẫu xe này thì có thể là alo cho em. Vâng, sơ si của chiếc xe thì sơ si màu trắng rất đẹp, độ đồng sơn của nó rất đồng đều, phong xe của nó khá cứng. Đấy, nói chung là con này thì có thể nói là một chiếc xe gia đình rất là zin và đẹp, từ cụm đèn pha cho đến đèn gầm, mặt ca lăng cho đến cái biển số, chỉnh chủ đi cũng rất là chỉnh chu và chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Chiếc xe thì được trang bị dàn lốp mới tinh, dàn lốp mới tinh và bốn bánh na răng đúc rất đẹp. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 11 năm 2020 và giá tiền bên em đang bán là 248 triệu đồng. Vâng, đây là một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ các bạn nhé, chứ không phải là những chiếc xe dịch vụ ra. Vâng, đời cao, đời 2017 các bạn này. Và giá tiền là 248 triệu đồng thôi. Anh em nào nhanh tay thì alo ngay cho em thì sẽ được chiếc xe này. Vâng, đời rất là cao, 2017 mới sử dụng được có 35 thôi, tính cả năm nay là 35. Chưa được 35 các bạn nhé. Đấy, tính ra chỉ 25 thôi, biển 35 của Linh Bình. Sơn xi rất đẹp, từ cụm đèn pha, đèn hậu rồi đến đèn lùi của chiếc xe thì nó nguyên hết một cả con luôn, rất đẹp. Hệ thống gạt mưa rồi là chữ Mo Linh. Đấy, đèn con dấu phẩy. Với giá tiền bỏ ra thì 248 triệu đồng thì các bạn thấy là rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Nếu mà mua về chạy gia đình nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu thì đây là một mẫu xe khá hợp lý cho các bạn luôn. Từ cô lốp cô lướt của chiếc xe thì vẫn còn đẹp và zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, la răng này là la răng nâng lên, nguyên bản của nó là la răng sắt. Con này thì về chủ cũng đã nâng lên la răng rồi. Mặt ga lăng của chiếc xe khá đẹp, biển số cũng không rất là ok. Với giá tiền chỉ có 248 triệu đồng các bạn nhé. Tất cả kính đều dán phim 3M chống nắng hết rồi. Thôi này, gầm bệ của chiếc xe thì khá ok cho mọi người. Gầm bệ của nó rất đẹp. Nội thất của chiếc xe là nội thất nguyên bản theo xe các bạn nhé. Chân lỉ nguyên bản đã bọc một lớp ly lông để bảo vệ cái chân. Hệ thống tắp lô tắp ly của chiếc xe khá đẹp, không có khoan đục khoan nhức gì cả nhé. Đấy, mặt bô lăng của chiếc xe thì khá ok. Đấy, còn nguyên hết. Hệ thống cánh cửa chiếc xe thì chưa tháo, các bạn chưa động cái cờ lê mỏ lết. Tất cả đều là rất là đẹp. Hệ thống tắp lô tắp ly sạch sẽ. Đây là một chiếc xe gia đình nên là chất lượng của chiếc xe thì anh em cũng không phải bàn cãi nhiều. Anh em có thể đến xem xe trực tiếp bên em tại cửa hàng số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Để em sẽ cập nhật cho quý vị chị các bạn cũng như là chạy thử về những chiếc xe này mọi nhé. Rất là ok cho mọi người. Tiếp theo là một chiếc cánh cửa sau. Con này thì đây anh em thấy đây, nội thất thì nó rất là đẹp, nội thất nguyên bản sàn xiếc của chiếc xe giá sạch sẽ luôn. Đấy, tất cả những cái con ốc bản lề đấy, cánh cửa chiếc xe còn zin hết toàn tập. Đây là một chiếc xe gia đình. Vâng, xin nhấn mạnh quý vị chị các bạn một chiếc xe gia đình. Trần để nguyên bản sạch sẽ luôn, hệ thống tắp lô tắp ly không khoan đục các bạn nhé. Vâng, rất ok cho mọi người. Đời 2017 ở bên em đang bán là 248 triệu đồng. Hệ thống la răng đúc rất đẹp. Rất là ok cho mọi người. Vâng, đây là hệ thống cánh cửa này. À, là cốp đằng sau này, tất cả này đều rất là zin hết này. Chỉ nó không mất đến một phân chỉ nào. À, tất cả những cái đinh bấm dàn giật của nhà sản xuất còn rất là đẹp. Vâng, anh em nào đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc xe Kia Morning mà nhỏ gọn xinh xinh đời cao,
giá chỉ nhô 200 một chút thôi, thì có thể đây là một chiếc xe khá đẹp và lý tưởng, khá hợp lý cho các bạn luôn nha các bạn nhé. Vì thế nên là anh em có thể alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ có một cái giá rất là tốt luôn. Vâng ạ, tốt hơn tất cả các kênh khác nha các bạn nhé. Đấy, rất là ok cho mọi người này. Đấy, ốc bản đề này, ốc cánh cửa này. Đấy. Đây, keo chỉ ở cánh trước đây. Rất là ok cho mọi người. Hàng tổng gương kính chỉnh điện nhé các bạn nhé. Tất cả ghế da, ghế rất là nguyên bản, hệ thống chuôn côn, chuôn phanh rất là đẹp. Xe rất là sạch sẽ như các bạn nhé. Vâng, anh em nhìn thấy cái hệ thống bô lăng của chiếc xe đây, nó đã được đẹp như thế này thì các bạn không phải bàn về cái chất lượng của chiếc xe. Em bán cái bô lăng này đã rất là đắt tiền rồi các bạn nhé, tại vì cái bô lăng này nó khẳng định được cái mà chất lượng của chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít, nó dựa vào cái bô lăng này. Còn đâu thì máy móc của các bạn thì luôn luôn cam kết cho các bạn là máy số zin hết. Này thì cam kết về máy số zin, bảo hành máy cho các bạn là từ 3 cho đến 6 tháng. Vâng, riêng về máy là bảo hành từ 3 đến 6 tháng nha các bạn nhé. Hệ thống gương kính chỉnh điện, gương đầy đủ luôn cho các bạn luôn. Khóa khiển gập gương luôn. Gương gập tự động, khóa khiển, màn hình rất là to như cái màn hình thay theo xe luôn. Các bạn nhé, màn hình ấy rất đẹp. À, anh em nhìn thấy người mẫu đây, người mẫu rất xinh xắn và hát rất hay. Hệ thống cam lùi đầy đủ cho các bạn luôn. Còi rất là to các bạn nhé. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì hoạt động bình thường. Cổ số cũng như là tanh phanh tay của chiếc xe khá ok. Vâng, quay một chiếc xe thì rất là vất vả các bạn này. Các bạn nhìn thấy đây, ướt hết mồ hôi rồi. Vâng ạ, đây ạ, đây là phần nội thất. Và mình muốn quay chi tiết cho các bạn này về tất cả mọi thứ. Cái màn hình của nó, màn hình zin theo xe luôn. Các bạn này, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần khoang máy chiếc xe này lên để kiểm tra về chất lượng máy móc của chiếc xe này, xem chất lượng của máy móc nó như thế nào các bạn nhé. Máy dòng này thì các bạn cứ yên tâm luôn. Vâng ạ, nó sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn nhé các bạn nhé. Vâng, đời 2017 các bạn này. Vâng ạ, đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc xe này. Máy số của các xe thì khá đẹp, máy nổ rất êm. Dòng này thì máy của nó mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì ăn tầm khoảng 5 lít rưỡi cho 6 lít trên 100 cây số cả điều hòa. Bằng nắp capo chiếc xe thì cũng khá ok các bạn nhé. Vâng, anh em thấy đấy, máy của nó rất ok luôn này, không có ngấm dầu dò dầu gì các bạn này. Anh em có thể xem chi tiết và cảm nhận của chiếc xe này. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng, alo trực tiếp cho em để có thể là chạy thử, test thử dòng xe này. Máy móc của xe này anh em chiêm ngưỡng lại một lần nữa hộ em ạ. À, rất êm. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô cũ Hải Phòng cũng báo giá cho quý vị chị và các bạn về chiếc xe Kia Morning sản xuất 2017 phiên bản số sàn trang bị động cơ máy 1.25 tư nhân chính chủ biển Ninh Bình, công taxi dịch vụ, giá tiền bên em đang bán là 248 triệu đồng. Anh em nào quan tâm mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.